Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của công ty Sơn Bán Giá Rẻ. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video để nói về một số các thông số của cái cung khi mà các bạn chọn mua hoặc là được nghe đến thì các bạn không có hiểu ạ. Thì hôm nay mình sẽ giải thích về các cái số đo đấy. Thì ở đây đầu tiên mình có một cây cung này. Cây này là cây mình đã lên dây rồi đúng không? Lên dây rồi. Thì khi mà các bạn chọn một cung hay là khi bạn hỏi về cái cung bạn muốn biết chiều dài của nó thì có hai cái chiều dài các bạn cần phải quan tâm. Thứ nhất đó là cái chiều dài khi mà đã lên dây, và thứ hai là cái chiều dài khi mà đã xả dây xuống. Đây, như cái này đã thả dây xuống này, để lên dây này. Thì bây giờ mình lấy ví dụ của cái này nhé, mình sẽ đo cho các bạn xem. Đây, như cái này là mình đã lên dây rồi đúng không? Đó, chiều dài của dây của cái cung nó sẽ là 121 cm. Chiều dài khi đã lên dây, đây là 121. Đây là mình tháo ra, mình sẽ đo chiều dài khi mà chưa lên dây nhé. Chiều dài khi mình chưa lên dây. Tại vì nhiều anh em mà muốn làm cái bao hay là cái gì đó để đựng sau á, thì chúng ta phải nắm rõ những cái thông số này. 121. Đó. Còn khi mình hạ dây xuống này, chiều dài của nó chưa đến 120 thôi, khoảng 119,5. Đấy. Đó, thì cái này nó cũng không cố định đâu. Ví dụ như cái này các bạn thấy nó không khác nhau nhiều đúng không? Thì cây này có thể nói sẽ khác nhau nhiều ạ. Chúng ta đo thử nhé. Đây, chiều dài khi mà mình đang để nguyên cả cái cây nhé. Đây, đây khi này là 153 cm. Chiều dài của nó là 153 cm. Bây giờ mình sẽ lên dây thử xem chiều dài nó khoảng là bao nhiêu. Đây, lên dây xong rồi đúng không? Bây giờ đo lại chiều dài nhé. Đây là 147 cm. Đó, thì chiều dài khi mà chưa lên dây và khi đã lên dây rồi cách nhau là 6 cm thôi. Còn như cây này, thì nó không cách nhau nhiều. Bởi thứ nhất là do cái dáng cung, thứ hai là do những cái điểm, ví dụ như CA đây nó khá là cong lên nhiều á, thì ra khi mình ép về đằng sau và tăng thêm cái chiều dài của cái cây cung thì thế cái này nó không thay đổi nhiều. Như cây này thì khác, cây khác phải thay đổi tương đối là nhiều, 6 cm. Thì đó là hai cái chiều dài mà các bạn đầu tiên mà các bạn phải quan tâm đến khi mà các bạn chọn xem kích thước của cái cung. Thứ hai nó là cái kích thước tính từ cái dây đến cái cán cần. Đây, dây đến cán cần đó. Cái dòng long bow á, cái dòng long bow như cây này thì thường là ở nước ngoài á họ sẽ đo là bằng lên dây đó. Dài là lên dây nguyên vị này. Đó. Ở cái dòng long bow nước ngoài ấy, thường ấy, thì mình thấy rằng là người ta đo đây chiều dài của dây sẽ đến đây này. Nhưng mà cái thói quen của mình là mình cảm giác là trên cái cây này ấy, thì kích thước như vậy tốt nhất và thường sẽ đo như vậy đó. Sợ tay đó, đây là kích thước mình rất là mình hay bắn là mình cảm thấy rất là ok. Cái kích thước này thì kích thước này thì nó sẽ rơi vào khoảng trung bình từ ở đây là 19 này, nếu mà cỡ một sải tay thì nó khoảng 15. Thì thế đây là cái sải giữa cái dây và cái này nó khoảng từ 15 đến 19 cm là ok. Còn cái độ dài nó bao nhiêu thì tùy thuộc theo cái cây cung và theo cái cảm nhận của người dùng là chính, chứ nó không cố định đâu, nó chỉ là gọi là cái phổ biến thôi chứ nó không cố định nữa. Các bạn phải cho dài cho ngắn tùy theo các bạn cảm nhận đó. Thì là chiều dài từ cái tay cầm này đến cái dây đó, là chiều dài thứ hai các bạn phải quan tâm. Tiếp theo một cái nữa nó sẽ khá là quan trọng, bởi là một trong cái thông số mà quan trọng nhất khi các bạn chọn cây cung thì đo lực kéo. Lực kéo cây cung nó sẽ phân biệt như thế này, tại cái điểm kéo của bạn đúng không, tại cái điểm dừng lại ấy. Ví dụ với cái này nhé, đây là ví dụ cái này đi. Đây là một cái máy đo lực
Và bây giờ mình sẽ kéo nhé. Bây giờ mình kéo khoảng 28 inch, đó khoảng tiêu chuẩn theo quốc tế ấy, mà mình thấy người ta hay lấy đó là cái thước đo chuẩn. Cái cùng ví dụ một cây ở 28 inch được bao nhiêu pound thì nó sẽ gọi cái cùng đó là bao nhiêu pound. Ví dụ ở đây 28 inch, mình kéo đây, khoảng này là 28 inch đúng không? Mình được đây là 37,5 pounds. Thì cái cây này 37,5 pounds. Nhưng ngoài ra ví dụ nó còn có một cái thông số nữa, là đến bây giờ mình không kéo đến 28 mà mình kéo đến 30. Là ví dụ như đây đúng không? Để mà sẽ tự mũi tên này. Đây, đây, đây mình kéo đến 28, kéo 38 đúng không? Nhưng mình muốn kéo nữa hay sao? Ví dụ mình kéo thêm nữa, đó, đến đây. Chờ một chút để vào ngay số lo đấy nha. Cái mũi này là 80 cm, 80 cm thì tương đương với khoảng 31 inch theo hệ quốc tế họ hay gọi, họ hay quy chuẩn của inch. Còn mình thì không quen, mình thường dùng cm thôi. Bây giờ mình sẽ đo thử nữa. Em dừng đây đâu, bây giờ kéo thêm tí nữa này. Dừng đây đi. Không, đầu mũi tên nó gần sát luôn. Ui cha, đuổi lên. Sorry, để đó lại. Đo lại nhé. Nhà đến khoảng 31 inch. Còn cỡ này là 31 inch. Đó, còn cỡ này là 31 inch. Đó. Khi lên đến 31 inch, cái cây này của mình nó không còn là 38 pounds nữa. Mà như anh thấy đây, thấy không? Nó lên là 46,3 pounds. 46,3 pounds. Vì thế ở một số dòng cung truyền thống á, cung truyền thống nhé, thì chúng ta hay có hai cái số đo. Thứ nhất ở khoảng 28 inch, thứ hai ở khoảng 30 đến 31 inch. Đây, 28 inch đúng không? Thì là 38 pounds. Thì 31 inch sẽ là 46 pounds. Vì thế hay có hai cái dòng á. Còn cái ký hiệu thì đây, như các bạn thấy có thấy trên màn hình mình có ghi á, thì ký hiệu đây ha. Đó, thì anh em khi đọc anh em sẽ hiểu cái thông số của nó ngay. Mới anh em mà mới đọc nhiều khi nó cứ lẫn lộn giữa tao thì in cái kiểu nó đau đầu đấy, thì đó là cái một cách anh em xem rất là dễ. Còn về khoảng kéo tối đa, thì thường á một cây cung bất kỳ đi thì khoảng kéo tối đa của nó lúc nào cũng phải từ 76 cm trở lên nhé, còn dưới 76 cm tương đương với 28 inch trở lên. Không có cây, nếu mà một cây mà làm ra đúng không, chỉ kéo được khoảng cỡ 75 cm, tức là dưới 28 inch, thì cái đó phải xem lại về cái thiết kế cũng như là chưa. Bởi vì là khoảng 28 inch là khoảng gần như là khoảng tương đối là ngắn nhất để các bạn rồi. Còn nếu mà ít hơn 28 inch thì cái cảm giác như là không khai thác được hết lực với mũi tên của cái cung. Ví dụ như cây này, đúng không? Cái này thì cái 28 inch ở đây đúng không? Bình thường đúng không? Mà đây thì rồi, đây mình kéo hơn, mình kéo 31 đi. 31. Đó, thấy không? 31 đi ok đúng không? Đó, thì là cái khoảng đấy. Còn ví dụ với một số cây nhé. Đây. Với một số cây đặc biệt là dòng cung truyền thống dạng husbond, là cung mà chúng ta bán bằng bằng cái á, thì nó sẽ như này. Đây. Ví dụ với những cây cung dạng crossbow như thế này, cho bạn một cái thì chúng ta cũng khái niệm overdroid. Overdroid có nghĩa là chúng ta phải kéo hết cái khoảng cách tối đa mà tay chúng ta phải kéo được, chứ không phải điểm dừng nữa. Đây, ví dụ đây là mũi 85 cm, tương đương là khoảng 34-35 mình nhớ, mình không có nhớ rõ nữa. 85 cm cực dài luôn, gần như là mắc rồi. Vậy thì cái cây này nó thường những dòng crossbow sẽ để làm cho chúng ta kéo được đến full roid của 85 luôn. Đây nhé, mình kéo không? Gần bắt rồi, và xí ra. Đó. Rất là ghê gớm luôn. Đấy, thì một cây cung bắt buộc độ dài của cái sạc kéo nó phải từ 28 inch trở lên. Bạn nhớ hiểu đó,
có thể là mắc của nó có thể là 30, 31, 32 gì đó, nhưng luôn luôn phải trên 28 hoặc ít nhất phải bằng 28. Nếu mà dưới 28 thì phải xem lại. Còn về mũi tên, mũi tên thì nếu như anh em chơi cung truyền thống ấy, thì nó không quá là quan trọng, nhưng nếu anh em bắn theo kết hợp cung truyền cao ấy, thì nó sẽ là gì, chúng ta sẽ đo phải tay ấy. Thường bắn cung thể thao thì mũi tên sẽ từ 28 lên đổ lại. Còn bắn cung truyền thống lúc nào nó cũng là từ 28 lên tối thiểu và đổ lên. Bởi vì như vừa nãy mình có kéo anh em xem ấy, thì bắn cung thể thao và bắn cung truyền thống nó kéo rất là dài. Bắn cung thể thao thường sẽ khóa tại đây, khóa tại điểm đây này. Đó, đó điểm này thường 28 lên 27, 26 gì đó tùy. Đấy, thì chúng ta sẽ cần cái độ dài của mũi tên tương ứng. Nhưng còn với cung truyền thống thì chúng ta luôn luôn tìm cách khai thác tối đa sức mạnh trong mỗi lần bắn, thì chúng ta luôn luôn kéo dài. Nên là mũi tên 28 inch hoặc như đây mũi 80 là mũi gọi là phổ biến nhất, 80cm đó, là chúng ta bắn tương đối là ok nhất rồi. Thì một cái cung nhớ đấy, là thứ nhất là phải kéo được trên 28 inch, tối thiểu là 28 inch. Thứ hai là anh phải để ý đến cái số đo lực ở những cái điểm thì khác nhau, ví dụ như là 28 inch hay là 31 inch, 33 inch, để những cái đó. Thì đấy là những cái chia sẻ của mình về cái số đo cho một cây cung. Khi mà anh em đi tìm á, anh em tìm một cây cung thì có là những số đo anh em có cây cung để nó sẽ như thế nào. Đó, thì anh em chỉ cần nhớ những cái cơ bản đó thôi. Và những cái mà nó là sâu xa thì mình cũng không có để ý nữa. Ví dụ như là anh em tâm về cái chất liệu này, chất liệu cấu tạo này, ví dụ như là cái này là bao nhiêu lớp, rồi cái kia là bằng fiberglass hay là laminate hay là gì đấy, thì cái đó là sau anh em mới, thì anh em chỉ cần quan tâm đến những thông số đó là ok rồi. Và cảm ơn anh em xem video và hy vọng video này có ích cho anh em.